Hello, what's good? Welcome back to my channel. It's your boy Chúc Thiên Nguyễn, aka Lil LeBron, aka Lil Messi. Ok, thì chào mừng các bạn trở lại với channel của tôi. Ok, và yeah, thì như tựa đề của video ngày hôm nay, các bạn biết đó, tôi có bao giờ bỏ lỡ những sản phẩm của Rubber hay không? Tất nhiên là không rồi. Tại vì sao? Vì Eco Rubber anh tới rồi mày. Let's go. Và yeah, thì hôm nay chúng ta sẽ tôi sẽ ngồi coi cái một cái sản phẩm mới của Rubber. Đây chỉ là một cái lyric video thôi. Nãy tên là Coconut. Tôi nghĩ là kiểu cái Coconut meme của Việt Nam mình đúng không? Ok, thì không có thời gian nữa, chúng ta tới phần reaction thôi. Và nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình, hãy đừng quên để lại một nút subscribe và một nút like cho cái video này để cái reaction video này được lên được đề xuất trên YouTube nhé. Ok. Và hãy đừng quên check qua TikTok, Facebook, Instagram, nhất là TikTok, vì tôi sẽ có đăng những cái đoạn shortcut trên đây. Ok. Và sắp tới tôi sẽ stream nữa. Sắp tới tôi sẽ stream để boost stream vào mùng 1, nên là rất là mong là sẽ nhận được cái sự ủng hộ từ mọi người. Tại vì tôi, các bạn biết là tôi không có đi chơi, nên là rất là mong là tôi stream thì sẽ có người ủng hộ. Ý là vậy đó, hiểu không? Ok. Thì trước khi bấm like cái video này thì always stay hydrated guys. Đây không phải là quảng cáo, uống nước đi. Ok. Không phải là quảng cáo, chỉ muốn nhắc nhở mọi người cái việc quan tâm sức khỏe của bản thân thôi. Và let's go baby. Hey cool rubber, anh tới rồi mày. Let's go. Slap. Sao những gì mà anh em tụi mình đã trải qua thì có đường khởi nghiệp này cũng chưa hẳn là quá dài. Máu và nước mắt của tôi. Cô rapper anh tới đó mày, không phải dĩ nhiên. Anh em tụi mình đã trải qua thì có đường khởi nghiệp này cũng chưa hẳn là quá dài. Máu và nước mắt của tôi. Cô rapper anh tới đó mày, không phải dĩ nhiên. Hình xong đầu tiên anh là cá chép, tôi chỗ đừng uống lượng khi giai điệu đang hóa phép. Cho bác người không thích thì anh là kẻ đáng ghét, cần dụng bài nhạc anh viết chỉ có chỗ được phán xét. Anh là người quân tử nên không hề có nếu mặt lâm lét, anh vẫn xương lòng khâu báu để mang về đàn em chơi bét. Anh là lỡ ra biển ngày đầu tiên cũng chỉ bằng chiếc và em vẫn bước lên sân khấu dù âm thanh có lúc này quá rồi. Không biết sao hả, hôm nay sao hả, tôi đang nghe đi nhậu anh hay bao hả. Ở trong show slang and the popping, proving no way you're there properly. Anh muốn chơi khai dự án em phải thật nhanh. Anh bước chân vô thương trường với mấy thằng lăn lăn. Hustling, smoking dope với thương một sun sun. Còn ta làm việc ở nhà cả đáng một lần quân. Không còn có lòng trong thành chắc anh rớt lại. Con tàu này vẫn để sống vượt qua mọi trở ngại. Xe dầu măng mọc tự hào của dân tộc, để đến giờ thanh lọc của đáng hồ mang độc. Anh tạo đó chỗ dựa cho mấy thằng em anh. Hustling, hai bờ gây như hổ mọc thêm cánh. Anh những lời chưa đủ anh vẫn cần thêm liều. Anh muốn từ nhỏ biết được cảm giác thiền lên đều. Yeah yeah. Nếu như giả sử anh có được Death Note, liệu mấy cái thằng canh két liệu có được Shit Note. Thất bại của lời tư không thể nào chắc tốt. Anh nghĩ mình là giang hồ, ngờ là fake note. Thời trước vấn đề chuyện dịch bằng Motorola. Mọi thứ bây giờ xuất hiện ở thêm Momo. Không thể nói tông gọi để cho em nghe này. Đi ra mới biết người hay không thích thì yeah mà. Tôi nói muốn đòi giết đòi chém nhưng mà đâu thể nào thắng được anh cả luôn kêu hẳn. Vì đôi giật em anh sống có anh ra để ăn không, và trên nhạc nó gần giống như gì mày tay ở phim mà anh giao tranh. Nhiều suy nghĩ của anh bây giờ nó phóng lên những vì sao xanh. Anh đã được bây giờ lúc này cũng có người đám người vây quanh. Ngày trước thì đâu ai biết tới thì tôi cũng bắt đầu lan nhanh. Thế nên anh cần cái đầu lạnh giả thành không thực vấn để khi anh đã quá xanh hiệp khách hành. Vẫn lựa tập trung chỉ yêu cho ngày kia thời tiết cũng giá lạnh. Anh còn có đủ năm lá bài để ghép thành vị thật sức mà. Lấy lòng tôi đã giúp đỡ khi lòng người cứ như là giá lạnh mà cát đập vào mặt. Với cuộc đời để ý và chịu vật bởi vì cuộc sống là tuyệt vời. Thought the three đồ là những người đã cùng tao lớn lên. Có rất nhiều bài học mà có lẽ rằng tao sẽ chớ quên. Mấy anh hình sự bắt đầu ra quân. Anh bởi đồng vị buộc bán về anh du xuân về. Có thằng Haley, có thằng Rocky, có thằng Lộc Ca nói đừng đủ cà phê đi. Phải nói thì trên mạng họ không biết cách tao sống. Nó cơn ngã ngủ thì như vậy làm sao chống. Thay vì đâm chém gặp nhau trên sân bóng. Gia đình hustling thì ai cũng biết khi tao nóng. Đây là rapper, cương vị thuyền trưởng. Đây
là flow captain, hơi bị vượt ngưỡng. Mang theo xuyên giáp anh lao vào màn xương. Tao chỉ còn bộc phá hay đâm vào trong tình dưỡng. Robert là nhân cách mà đã giúp tôi học được bao điều. Như là con cá đang đè nơi đều mà tập bơi. Anh và con stuck với một đấu công việc ở đây này. Nhưng mà ngày qua ngày anh lại chạm món đời cuộc chơi. Nghe nhạc của anh nếu như muốn tìm thấy sự khác biệt, mỗi người anh viết lách để mà open mind. Nghĩa là ngày trước khi mà trở về nhà thì anh để mà làm show hustling ở tại Golden Bay. Em thích có sân khấu cho thằng con tao. Anh bước vượt extra tao anh chơi ra màu. Cha mẹ là chồng chắc anh để ở trên đâu. Anh đã thông mất ngủ không chỉ một đêm đâu. Ok. Damn, tính ra là oh my god. Tính ra là kiểu cái bài này kiểu là không thấy có cái một cái khoảng ngưng nào của rapper luôn á thầy. Tôi định kiểu ngưng để tôi replay, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà nghe luôn một lần thì nó sẽ hay hơn. Shit. Hai kiểu năng lượng quá. Đây cũng là một cái một cái bài mà tôi cảm thấy là gọi là được đổi gió từ rapper ra một cái con beat. Tôi nghĩ là nó sẽ nó không căng đến cái nỗi mà đến cái mức mà tôi đang kỳ vọng, nhưng mà tôi nghĩ nó vừa đủ. Thì tôi nghĩ là đây là một cái bài mà tôi nghĩ cũng để tôi đổi gió từ rapper ra. Thì tôi nói tôi luôn thích nhạc của rapper. Đối với tôi, rapper là một trong những cái rapper ở thời điểm hiện tại tôi đánh giá rất là cao. Và cũng như là như tôi đang biết là tôi đang biết là sắp tới sẽ có cái tin đồn nha, là sắp tới sẽ có rap Việt. Thì rất là mong là rapper, tôi sẽ thấy được rapper ở trên cái chương trình đấy. Ok, thật sự là như vậy luôn. Và thật sự là năm dạo gần đây thì các bạn thấy rapper Hustling rapper rất là năng suất luôn, và tôi rất là thích cái điều đó. Tại vì ra nhạc nhiều thì tôi có video để tôi làm reaction thôi. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái bài hát này. Shit, má tôi chỉ biết nhảy thôi, má tôi không biết nói cái gì luôn á. Dạ, rất là mong tôi đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Tôi sẽ biết ở đâu đó sẽ có nhiều thằng nói là má reaction gì mà nhảy không vậy, khùng ha, kệ mẹ đâu nha. Ok, ta đừng để chọc chửi. Ok, và rất là mong tôi đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Và hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Và đó là cái reaction của tôi cho các bạn Coconut của Hustling Rubber. Ê, cool rubber anh tới nè mày. Ok, và cái reaction tôi đến đây thôi. Hẹn nhau uống nước nha. Always stay hydrated guys. Và nhưng mà khi peace and I'm out. Bye guys. Bye.